Dạ, kính thưa sư ông, con xin đặt câu hỏi ạ. Dạ, khi nãy sư ông có nói là tốt nhất là không nên theo tôn giáo nào với lại nghe theo những cái lời dạy của những bậc giác ngộ á. Thì cái điều này á, nó đặt ra hai vấn đề ạ. Là thứ nhất là như con tiếp xúc á, thì có những người họ cho là họ không theo tôn giáo nào. Nhưng mà ngay trong cái từ không theo tôn giáo nào đấy đấy, thì họ cũng bị kiểu như là cố chấp vào một cái nhận thức luận hoặc là một cái cách nghĩ triết học hoặc là một cái xu hướng nào đó, thì con cảm thấy là những người đó họ cái cách hành xử và cái cách suy nghĩ nó cũng bảo thủ, cũng không kém gì tôn giáo à. Thứ hai nữa đấy là nếu mà mình ví dụ như là mình nói là mình nghe lời dạy của các bậc giác ngộ rồi làm theo á, thì nếu mà có một người nào đó họ gom một vài bậc giác ngộ vào, họ nói là giờ mình chỉ tin những vị này thôi chứ còn không tin những vị khác á, thì nếu như vậy thì liệu cái việc không theo tôn giáo nó có thật sự tốt hơn là theo tôn giáo không ạ? À? Dạ thưa xong con xin hết câu hỏi ạ. Thực ra đó cái ý mà của thầy mà nói là không theo tôn giáo nào á là không phải là không vô tôn giáo mà là cái tôn giáo mà thật sự đó, cái tôn giáo thật sự đó chính là cuộc sống. Cái tôn giáo cao cao nhất trên cuộc đời này á chính là cuộc sống này, chứ không phải là tôn giáo nào cả. Còn á cái tôn giáo này là cái quan cái nhìn của cái tôn giáo này trên sự thật đó, cái nhìn của tôn giáo kia trên sự thật đó. Do đó đó mình không có lệ thuộc vào cái nhìn của ai cả mà mình phải trực nhận cái sự thật thôi. Ý thầy là như vậy, chứ không phải là không theo. Bây giờ Phật cái nào Phật nói hay thì mình theo, mà không phải vì nói hay mà theo, mà nói đúng sự thật mình thấy đó. Cho nên có nhiều người mà ban đầu không nghe thầy nhưng mà sau nghe thầy là vì thấy đúng cho nên bây giờ nghe thôi, nó đúng với sự thật mà họ thấy chứ không phải là đúng theo cái tôn giáo nào, mà là đúng theo cái thật mà mình thực sự trải nghiệm đó. Cho nên đó, ý thầy là muốn nói là mình trải nghiệm chiêm nghiệm để thấy sự thật, và mình sẵn sàng học Đức Phật, mình học Đức Chúa, mình học bất kỳ ai đó mình cho nên hồi xưa đó, hồi xưa là người ta có cái hay đó, khi cái người đó họ 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 học đạo đó, họ đi tham vấn, họ tới vị thầy đó họ tham vấn, có thể họ tới ông cha họ tham vấn, có thể tới một cái người khác tham vấn, thì họ tham vấn là để họ xem có sự là vị này chỉ ra sự thật như thế nào, vị kia chỉ ra sự thật như thế nào. Nhưng đến khi mà họ đã thấy sự thật rồi đó thì thực sự là không còn theo tôn giáo nào nữa. Bây giờ thầy nói thật là mặc dù thầy là trên trên tục đế đó thì thầy vẫn là nhập gia tùy tục, tức là thầy vẫn ở là tông phái này tông phái kia, đó là chuyện trên đời nó phải là như vậy rồi. Ví dụ như mình ở nước Việt Nam thì phải là có passport Việt Nam, mà mình ở Pháp thì phải có passport của Pháp, cái đó là cái tục đế đó. Bây giờ mình có chân đế đi nữa thì cũng phải vậy thôi. Nhưng mà trên thực tế đó, trên thực tế cái thực á thì thầy không có căn cứ trên tông phái gì nữa cả, mà là chỉ căn cứ trên cái thực thôi. Cho nên thầy mới có một bài kệ đó, thầy nói là bỏ tông về lại chính mình, bỏ dòng bỏ phái bỏ kinh ngôn từ, ngay đây thấy pháp vốn như tuyệt không sở đắc, vô dư niết bàn. Đó. Nói như vậy cũng có nghĩa là mình khinh thường cái tôn giáo này, mình khinh thường tông phái kia, mình tôn trọng tất cả mọi mọi cái tín ngưỡng hay là cái niềm tin của mọi người, nhưng cái đó là cái quyền tự do của họ. Còn mình á, chân lý chính là đời sống này, chứ không phải là cái gì khác. Đức Chúa ngài cũng nói về cái chữ ta mà Đức Chúa nói không phải là ngài chỉ ngài, mà ta là ngài chỉ chân lý. Cho nên ngài nói là ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chắc bởi ta thì không ai đến được cùng cha. Thì câu đó có nghĩa rằng là nếu nếu mà người nào mà không nhận thức ra được chính cái bản thân của cái lẽ thật và sự sống, cái lẽ thật và sự sống nên mỗi con người đó chính là đạo, là đường, là con đường. Cho nên con đường chính là mỗi người tự trải nghiệm chính mình.
Chẳng phải con đường là mình học ái cả. Nên khi Ngài xả lời Phật á, Ngài giác ngộ một cái, Ngài nói bây giờ tôi không có tiền ai nữa, không cần bất kỳ cái gì nữa. Thì có vị mới nói, bạch với Đức Phật nói bây giờ ông đó, ông xả lời Phật bây giờ ông ngạ mạn quá, ông nói ông không tin ai nữa. Đức Phật Ngài nói không phải, đó là bậc giác ngộ, người ta không còn tin gì nữa. Người ta không còn tin ai nữa, mà vì là người ta đã sống trong cái thật rồi, cho nên người ta không cần phải tin vào bất kỳ ai. Đó, không lệ thuộc vào bất kỳ một cái quan niệm, một cái tôn giáo, một cái gì. Mà bây giờ thật ra cái tôn giáo đó mà nghĩa đúng đó, là sự thật, đơn giản là vậy thôi, là chân lý, là sự thật. Nghĩa đúng của tôn giáo là như vậy, chứ không phải là một cái gì cao siêu mà mình phải hướng đến, mà làm phải giác ngộ ra sự thật. Đó, thì bây giờ nếu một cái người mà đã trở về với chính mình, sống tròn vẹn, trải nghiệm, chiêm nghiệm để thấy sự thật á, thì người đó bây giờ nhìn đâu thấy sự thật thì theo, mà cái nào không thật là không theo. Nhưng mà trong tục đế đó thì phải nhập gia tùy tục. Ví dụ như thầy ở trong tông phái này thì phải mặc y, thầy phải đi bát, thầy phải này kia, là cái đó là nhập gia tùy tục. Thì cũng phải chấp nhận chân tục đế. Nhưng mà chân đế đó là mình phải giác ngộ sự thật thôi. Nhưng mà khi người giác ngộ sự thật rồi á, thì lúc đó không còn chấp trước là mình là tông phái nào hay tôn giáo nào nữa. Mà chỉ có cái tôn giáo cao nhất chính là sự thật. Mà sự thật thì nó là hiển nhiên. Sự thật là nó là bao trùm khắp nơi. À, chẳng phải là sự thật nó của riêng ai, hay là sự thật là chỉ có một góc nào đó mới thấy, không phải vậy. Mà sự thật là ở khắp nơi, sự thật tràn ngập ở trong chính mình, chỉ có tròn vẹn cảm nhận lại mình thì là thấy ra sự thật thôi. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật Ngài nói mình phải tinh tấn chánh niệm chánh giác, tức là trở về tròn vẹn rõ biết cái đang là. Đó, thì cái đang là nó chính là đạo, chứ không phải là đó, ta là đường đi lại thật và sự thật. Đó, tức là cái chân lý đó nó nằm ở trong chính cái sự thật và sự sống, và đó chính là đạo, đường đi đó là đạo, chứ không phải là cái gì khác. Và Đức Phật á, tất cả chân lý đều nằm, Đức Phật Ngài nói là người nào mà thông suốt được cái xứ giới và uất thì người đó thông suốt pháp của Như Lai. Mà xứ là gì? Xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đó là xứ. Và giới á, tức là năm căn tiếp xúc với năm trần phát sinh ra cái nhãn thức, dị thức, trí thức, trực thức, thân thức, ý thức, thành ra 18. Nếu mà ai thông suốt, tức là trải nghiệm, chiêm nghiệm, soi sáng được cái 12 xứ này, 18 giới này, và thấy được luôn cả cái mà sinh khởi tạo ra phiền não khổ đau, đó là ngũ uẩn. Nếu mà chỉ là cho nói là chân giác vô công, căn trần hà tội, tức là giác ngộ không có công lao gì cả. Cái tánh biết nó thấy pháp rồi nó giác ngộ, chứ đâu có công lao gì của ai đâu. Cho nên chân giác vô công và căn trần không có tội. Sáu căn với sáu trần là 12 xứ đó, nó không có tội gì cả. Không có xứ nào có tội cả. Mắt không có tội, sắc không có tội, tai không có tội, âm thanh không có tội. Đó. Rồi bây giờ khi có tiếp xúc thì đương nhiên nó có thêm 6 cái nữa, đó là nhận thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Mà nếu chỉ là trong thấy, chỉ thấy, trong nghe, chỉ nghe như vậy thôi á, thì vẫn không có phiền não khổ đau gì cả. Nhưng bây giờ nó khởi sinh lên ngũ uẩn, tức là trong cái xúc đó đó, nhưng mà sinh ra thọ, sinh ra tượng, sinh ra hành, sinh ra thức, sinh ra ngũ uẩn như vậy á, thì mới là tạo ra vui khổ, được mất, hơn thua, thành bại, đủ thứ, là do cái ngũ uẩn đó mà ra. Bây giờ cái người giác ngộ đó, cái người mà hành tu hành đó, không phải là tu hành đâu trên đời đó, mà tu hành là thấy ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý,
thấy ra sắc thân nương vị xúc pháp, thấy ra tiếp xúc giữa hai cái điều này và có khởi lên thọ tượng hình thức hay không, hay là khi khởi lên thọ tượng hình thức thì mình thấy rõ thọ tượng hình thức như thế nào, đưa đến nó là thiền hay bất thiền, hay là nó là giải thoát giác ngộ, thì mình đều thấy rõ. Thì đó, chỉ có chừng đó thôi là hết đạo Phật đó. Nếu mà người nào mà chỉ thấy rõ chừng đó thôi là hết, là hết rồi, chẳng không có thêm gì hết đó, không cần thêm bất kỳ một từ nào nữa. Mà thực ra cái mà thực đó đó, nó cũng có danh từ gì cả, tại mình đặt là mắt thôi. Cái lúc mà mình chưa nói, chưa có nói đặt ra là mắt, chưa đặt ra là sắc á, thì người ta vẫn thấy, người ta vẫn nghe, phải không? Phải không? Cho nên khi mình đặt ra nói là 12 xứ, 18 giới, đó là mình cũng vẫn đặt ra vẫn thành cái khái niệm để mà truyền đạt thôi. Thì trên thực tế đó, tự nhiên mắt vẫn thấy, tự nhiên tai vẫn nghe. Cho nên tất cả chân lý đều nằm ở đó. Ai biết soi sáng lại cái 12 xứ, ai biết soi sáng lại 18 giới, ai biết soi sáng lại cái ngũ uất, để mà xả đi ly tham đoạn diệt cái ngũ uất đó đi, thì liền là trở về niết bàn. chẳng có gì cả. Rồi hết giờ. Y đằng nô nhan tì nàng hô tu sô khi ta hô tu nha ta yô. Nô nhan tì nàng hô tu sô khi ta hô tu nha ta yô. Đằng nô nhan tì nàng hô tu sô khi ta hô tu nha ta yom y đăng và ta mê quân nhang sa vang khaya vang hô tu.